Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua quá trình sử dụng đất, bệnh viện này đã tự ý cho một người dân sử dụng 1.250m² đất để kinh doanh dịch vụ nước giải khát và ăn uống. Sự việc diễn ra từ năm 2008 mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa thông qua hai nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu công nghiệp V-Ship 3. Theo đó, khu công nghiệp V-Ship 3 có quy mô khoảng 1.000 hectare, nằm tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập thuộc huyện Bắc Tân Uyên. Đây là khu công nghiệp sản xuất công nghiệp tập trung đa ngành nghề, ưu tiên khai thác các loại hình công nghiệp công nghệ cao. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước, thực hiện trong năm 2022-2023. Trong số 17 khu tập thể xuống cấp này có 2 khu có độ nguy hiểm cấp D, 14 khu có độ nguy hiểm cấp C và 1 khu có độ nguy hiểm cấp B. Theo kế hoạch, các khu tập thể cấp D và cấp C sẽ hoàn thành giải tỏa trong năm 2022. Khu tập thể cấp B sẽ được giải tỏa trong năm 2023. Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận vừa kiểm tra thực tế tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này, qua đó phát hiện 13 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ, trong đó 8 hồ sơ không có thư xin lỗi và không có văn bản phản hồi tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, xác định trách nhiệm cụ thể, gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể cá nhân liên quan trong việc chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính. Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sau khi điều chỉnh, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn là cảng hàng không quốc tế đạt cấp 4E và sân bay quân sự cấp 2. Tuy nhiên, trong giai đoạn đến năm 2030, cảng hàng không này sẽ có công suất là 10 triệu hành khách một năm, tăng 3 triệu hành khách so với quy hoạch hiện hữu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long của công ty cổ phần tập đoàn Indepco. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên nhân hủy bỏ vì dự án này đã hơn 12 năm chưa triển khai. Đến nay, dự án không còn phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành ủy thành phố Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị thông qua đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã đề xuất phương án sau khi sáp nhập thành phố mới sẽ lấy tên là thành phố Đông Sơn. Theo ông Lê Anh Xuân, tên Đông Sơn đã gắn với lịch sử văn hóa của tỉnh Thanh Hóa và cả thành phố Thanh Hóa trong suốt hơn 1.000 năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc vừa rà soát và công bố 11 dự án trên địa bàn tỉnh bị chấm dứt hoạt động đợt 1. Trong đó có 4 dự án khu nhà ở, khu đô thị và 7 dự án dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh. Được biết, phần lớn các dự án nhà ở, khu đô thị bị chấm dứt vì hết hạn đầu tư, không có khả năng triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao công tác giám sát, đánh giá đầu tư, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu cơ bản đến hết quý 4 năm 2022, tập trung xử lý nghiêm các dự án chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm.